giả tên Việt Chi Chú. Thì hôm nay tôi quay lại kênh Việt Chi Chú là tôi muốn tặng cho siêu đồng bản nhạc chế mà tôi đã làm, tôi sẽ cho khán giả nghe luôn nha. Bây giờ mình có thể vô nhạc được không em? Dạ được. Okay. Tôi Tôi đã hát tuy nó làm, không tôi được hay sẽ nhưng mà chắc là cho có cảm xúc nhiều. Bây giờ vô nha. dạ rồi, 1, 2, 3. Tôi kể người nghe đời tiểu đồng tan cùng vì gác công chúng lúc gạt tiền xong tiêu đông không mướn luật sư lấy tiền đi mua đàn và gái gu từ đó tiêu đông mắng chơi thoải mái say đắm bên tiền đô nhưng quên vương phàn tưởng thay cho tiêu đồng bị ông to phán không được nhắc tên vương phàn trên internet sắp đến ngày to mặt tiêu đồng không được vui lắm nói dòng hơi rung nhưng vẫn còn lòng tham vẫn lưu đao tiền ba con nhà đó xe đó sao không bán muôn luật sư nếu minh chính nghĩa chẳng sơ gì thắng kiện sẽ lấy lại thôi. Đó là bản nhạc mà tôi mới làm hôm qua để tặng cho anh Kiều Đồng nếu mà anh cứ nghe được á Không, thì vô trong tù mở nghe đỡ buồn. cái này phải nói là nhạc chế à, nhạc chế Nhạc chế đúng rồi, nhạc chế đúng, tại vì mình đâu phải là là dân ca sĩ hay là dân ấy nhạc nhạc đâu, mình sĩ là nha. dân nhạc. Nhưng mà tại cảm xúc của mình khi mà cảm xúc mình thấy thôi mình tặng cái gì cho ảnh vui vẻ phải không. Quay lại cái chuyện anh Phiêu Đồng á thì tôi nói về thì anh Tấn Võ này rất là sốt sắng gom góp tiền donation tiền cho anh Phiêu Đồng này nhưng mà theo tôi biết á biết được á có luật sư ở đâu văn phòng ở đâu tôi đã đặt câu hỏi 27 ngày anh cũng không trả lời luôn bây giờ này cũng chưa thấy luật sư nhưng mà theo tôi biết là luật sư ở bên Canada chồng thua rồi bây giờ luật sư cứ nhảy vô đưa luật sư là chúng tôi tiền nó lệnh thôi chứ còn cứu giúp cứu vãn thì không có tại Kiều Đồng này nó vi phạm đến cả tòa án Canada nữa nó vi phạm phụ nữ Việt Nam nè nó coi người phụ nữ không ra gì nó lên nó xúc phạm trên đó rồi nó xúc phạm những người mắc là cũng như những người cũng như ông nội ông ngoại gì của bên Vương Phạm nó xúc phạm nặng quá mà không biết là tại sao một số người mà tới giờ này còn ngu mà đần nữa vẫn đi ủng hộ nó mà bản thân tôi nè tôi đã kêu gào tôi nói cho mọi người tất cả biết rồi nó là một thằng ghét Mỹ ai chửi Mỹ nó ủng hộ cho nên cái ông heo đực ông tôi comment cho ông biết được ông nhảy ra mà nó là một thằng đảng viên nó là đỏ lòm mà đảng viên bị đuổi ra khỏi đảng nữa mà trong khi á mọi người không hiểu rõ nó tôi nói cái lịch nó tôi biết nhưng mà tôi không muốn nói ra tôi nói ra nó nhục ngã tôi nói từ từ cho mấy người biết từ từ tôi sẽ kể cái lịch tôi nói cho mọi người biết bây giờ tôi chỉ nói sơ sơ vấn đề đó thôi nó đi qua cái diện tôi nhắc nhở lại nó đi qua cái diện đầu tư kỹ năng gì đó kỹ năng sao nó làm được cái gì hết nó léo nó xạo để kiếm tiền rồi có pháp lý và pháp luật cũng đã sắp tới đến nơi đến nó rồi đối với nó mà nói á trên internet đó, tôi cho nó 1.000 đồng tại tôi không có tiền nhiều tôi, cái đó tôi nói để tôi giữ lời lỡ mình nó nói ra tôi phải tốn 1.000 đồng không nói cho nên tôi nói cho nó điều đó biết hỏi tôi nó phải cho nó 100.000 là tôi nổ nhưng mà 1.000 có thể vừa túi tiền tôi được rồi thì á tiêu đồng này á số người ủng hộ là trong đó có hai cố vấn mạnh nhất nè hai ông này á mà tôi nó nếu mà nó bị bắt á tôi đem cái hồ sơ của nó đến tòa án của tôi á tôi thưa hai ông nội này á là hai ông nội này ở tù chắc nó vi phạm nước Mỹ
nó vi phạm đến người doanh nghiệp của Mỹ, nó vi phạm đến người công dân của Mỹ, mà hai ông này hô hào trong Mỹ. Là anh heo được này quay xe, sau này anh quay, tôi không biết anh quay thế nào, nhưng mà anh quay vòng vòng, tôi chống mặt quá, tôi không biết anh ông quay nào, nhưng mà tôi biết thứ năm này anh tới Canada, tôi biết chắc là anh không có vô được nhà, không được vô cho vô nhà. Tại vì á, ví dụ của thằng Huy Đồng này á, đồng bọn bán đứng đó, nó mới bị cảnh sát Hồng Gia bắt, nó bị cảnh sát Hồng Gia. Người biết là tôi theo dõi cái đám này rồi, đi gom tiền đảo láo là lường đảo bà con thôi. Nói như ông Quán Phở nói là có hai đại luật sư mà tới giờ này không luật sư nào vô hết. Đây là tôi, cái điều này tôi giờ anh xíu anh có điện thoại mời. Ok, dạ, chứ nha. ok, 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 em gọi lại anh sau nha. Hiện tại thì cái tiền gây quỹ của Hiệp Gà đó, thì mà vị chú trách lại hôm nay là được 10.577 Mỹ Kim trên cái mục tiêu là 20.000, 20.000 cho cái quỹ luật sư cho Phi Đồng. 20.000 nếu mà luật sư thì chắc không đủ đâu, nhưng mà anh Hiệp Gà này cũng thay đổi chiến lược, vì lúc đầu tiên là cái mục tiêu là đến 100 ngàn luôn. 100 ngàn thì không ai cho ấy. Mà vị chú lên tiếng thì lúc đó, thời điểm đó thì chỉ được 2 ngàn mấy thôi. Bây giờ thông tin bị Phi Đồng bị bắt rồi, sau đó thì bị được bêu ra ngoài. Bây giờ Phi Đồng ngày nào cũng kêu lên khảng cổ, gọi là kêu gọi khảng cổ để có tiền thuê luật sư. Nhưng mới có luật sư hay không, nhưng mà chắc chắn thì ngày 22 tháng 11 này anh ta phải ra tòa. Và vấn đề không còn là vấn đề về nhân sự nữa, mà anh ta còn cái đội là chống lại khinh thường tòa án. Delwyn. Oh, hello anh, tiếp tục. Hello, hello em, sorry, tại vì anh có cái số điện thoại okay, quan trọng okay. Ngoài đó, nên xin lỗi khán giả của kênh em luôn nha. Rồi, okay. Thì để quay lại cái vấn đề của cái ngày tòa sắp đến á, mà tôi khuyên bà con bây giờ bà con đóng góp tiền cho nó để làm gì, thật sự đóng góp được tiền đó cũng không cứu vãn được nó, cứu vãn nó hay không là bà con phải nói nó xin lỗi người ta, nhưng mà thật sự bây giờ người ta không tha lỗi nó nữa. Tại thằng này á là cái thằng quá mất dạy, người chết nó cũng không tha, mà người phụ nữ nó cũng không tha, nó lên diễn đàn nó bao sống người phụ nữ không ra. Tôi hy vọng mấy cái cả những người phụ nữ mà nghe những câu nói của nó như vậy á, và đó là nó dựng chuyện lên là hãy tẩy chay nó, đừng ủng hộ nó, ai nó cũng nó tất cả là nó dựng chuyện lên đó. Bản thân tôi nó không biết gì về tôi hết, nhưng mà tôi để cho nó nói chưa có ai biết tôi đâu, mà nó để cho nó nói, ta nói đi rồi nó biết tôi là ai. Cái điều mà tới giờ này á, mà nó tới giờ này nó đang bị xúc phạm đến tất cả nhiều người lắm, mà một số người á vẫn tôn thờ nó là gì phải tôn thờ nó có thể bán tới mấy người bất cứ lúc nào á. Ở Việt Nam tạo cho nó một cơ hội giàu có để nó qua bên Canada, cái diện đầu tư là có tiền mới được vào nước người ta, không có tiền là không được vào, là cái gì nó gom của bên đó mà, là nước Việt Nam tạo cho nó một cái cơ hội, nó cầm tiền nó đi ra nước ngoài, nó cũng phản lại Việt Nam, thấy không? Rồi người phụ nữ sinh ra nó, mà nó cũng đem đi ra nó nói luôn, nó nói người ta được là đi riêng, nó nói người phụ nữ nó cũng nói được, chứ không phải là gì đâu. Nó phải hiểu người phụ nữ tôn như thế nào, nó phải tôn trọng, nó lên trên cái diễn đàn nó nói, mà người nằm xuống nó cũng mang ra nó nói luôn. Mấy người nghĩ coi thằng này cái đáng để mà mấy người ủng hộ không? Đó là những gì tôi thấy được, tôi mới cho tất cả mọi người biết hôm nay. Còn những ai ủng hộ nó, tôi nói thật á, những ai mà lên trên mà cho tiền nó hay này nọ, tôi chụp hình hết rồi. Sau cái vụ này á, tôi ra tôi nói, bây giờ tôi hỏi mấy người, tôi cấp có nên đi thông báo
cho cảnh sát khu vực biết là những người, là những người này là những người đồng bọn của nó không? Được, cái đầu tiên tôi sẽ sau cái vụ này tôi sẽ hỏi ông Kevin vẫn phải trước nè. Ông Hem được là tôi sẽ hỏi mấy ông này, có phải mấy ông là người ủng hộ nó không? Ông nhắn mấy ông tính tôi sau đây là tôi sẽ nói là ok, là tôi sẽ cầm cái đó tôi lên bếp đánh xác là những người này ở vùng này tao nhờ mày can thiệp vô, tao đưa tờ giấy tao, tao gửi đến chỗ đó. Tại vì những người tôi đã nói là tôi là người bảo vệ công dân Mỹ, tôi là người bảo vệ doanh nghiệp Mỹ, đó cũng tôi không phải là người chống Mỹ, còn đó là thằng Canada nó chống Mỹ. Ông hiểu, phải hiểu rõ cái điều đó. Còn những cái thằng ở Việt Nam ở nước ngoài nhà phúc đất kể chuyện với tụi nó, nhưng mà phải nói cho rõ, mình ở Mỹ mình phải bảo vệ Mỹ. Khi mình vào công dân Mỹ thì mình được có một lời hứa bảo vệ Mỹ thì phải bảo vệ. Đó là những lời tôi muốn gửi đến cho tất cả mọi người biết là sắp đến ngày phòng tò của thằng này rồi. Tôi sẽ biết là có nhiều người qua, muốn qua để cho nó vào tù, để cho nó biết thế nào đó độ. Nhưng mà cái luật pháp ở Canada, tôi nói cho mấy người biết, theo dõi luật pháp Canada không có dễ đâu. Nó không có tôn trọng tòa án, nó không có tôn trọng luật sư, là hai cái đó là nó bị. Nhưng mà ông heo được ông nói rồi đó. Mấy người thằng này không có dễ mà để cứu vãn nó được gì đâu. Giờ mấy người phải bỏ bao nhiêu tiền cho nó là vô ích, để vô tiền cho mấy ông kia thôi là vô ích, để cho nó thấm hoặc là nó có những cái điều mà nó biết ăn năn hối hạ hối cải thì người ta tha cho nó. Còn thằng này nó không có, bản thân thằng này nó chỉ vì tiền, bất cứ chuyện gì nó cũng làm hết, nó vì tiền mà bất cứ chuyện nào. Đó là những lời tôi muốn gửi đến cho tất cả mọi người. Còn ai phản biện gì tôi á thì phải biết cứ phản biện, nói cứ dám nói mình ở khu vực nào đi, cứ dám nói mình ở khu vực nào đi, nói cho tôi biết. Và nói cho tôi biết sau cái vụ này có thể cảnh sát đến nhà các tôi biết từ đâu. Đó là điều tôi muốn gửi đến cho tất cả mọi người biết điều đó. Đó là anh nói xong rồi đó Vũ. À, em đọc cái mỗi ngày mà Phi Đồng đưa lên thông tin như này, anh có thể bình luận thôi nha. Phi Đồng rất cần khán giả hỗ trợ. Ai cũng biết rằng Phi Đồng tham gia drama với người triệu phú, tỷ phú do nhiều khán giả yêu cầu từ tháng 6 năm 2021. Nhưng mãi đến đầu tháng 11 năm 2021, tức là 5 tháng sau Phi Đồng mới chính thức bóc phốt. Đầu năm 2022, người ta đâm đơn kiện tụng và bây giờ là thời điểm quan trọng nhất. Nói gì thì nói, drama này trở thành một câu chuyện riêng của Phil và Phil phải gánh chịu chứ không ai khác. Đây chính là lý do không YouTuber lớn nào ở Mỹ dám tham gia drama. Phil biết cách xài tiền hiệu quả và đây là thời điểm thích hợp thuê luật sư giỏi, rất giỏi. Phi Đồng kêu gọi cộng đồng mạng đóng góp hai kênh dưới đây. Cảm ơn các bạn. Phi Đồng nói là Phi Đồng tham gia đầu năm tham gia với người triệu tỷ phú này là do nhiều khán giả yêu cầu. Oh man. Cái này để anh nói, không có khán giả nào yêu cầu hết, tại vì nó lên, nó dựng chuyện lên, thằng này nó dựng chuyện rất là hay, nó dựng chuyện dựng phim được hết, nó lên nó nói được, để gì nó câu view, nó câu like, nó kiếm tiền, tại vì nó ở cái vụ dịch, nó qua bên Canada, nó thất nghiệp, nó đâu có làm gì đâu, nó nói là nó đi làm kỹ năng. Nè, nó đi qua cái diện kỹ năng, nó qua cái diện đầu tư, tôi nói diện đầu tư, chứ không phải qua diện kỹ năng vậy, nó có đi làm vậy đó. Nhưng mà nó có tài sản, nó có tiền bạc, nó qua nó trả hết nhà, nó mua xe đẹp, nó chạy, nó có tiền ăn tiêu xài. Nó không có đồng, nó không có đi làm cái gì đó. Thì bắt đầu nó mới vô, nó nghiên cứu những cái YouTube, nó kiếm tiền, nó thấy nó kiếm được. Bắt đầu nó mới mở lên, thì nó tìm mọi cách. Nó tìm mọi cách, nó coi những cái đề tài nào mà để câu view câu khách mau nhất, thì nó mới lôi ra nó nói để nó kiếm tiền được. Nhưng mà nó không có ngờ nó xúc phạm đến nhiều người, nên là thằng này nó vì tiền mà nó làm tất cả mọi thứ. Nó vì tiền nó làm, nếu mà có chúng ra nó vì tiền nó làm tất cả mọi thứ. Nên thằng này nó đáng, mà thằng này một thằng rất không nên tin tưởng, rất là nguy hiểm.
Cho nên nó tôi nói bà con nó hãy cẩn thận với thằng này. Tôi đã nói rồi, cẩn thận thằng này. Nó có tiền từ đâu nó ra, bà con không biết, nó xuất phát từ tiền ở đâu nó có, mà nó mang qua Canada, nó mang qua một khối lượng lớn tiền, chứ không phải ít đâu. Cái mặt triệu á, đó, nó cái mang qua cái mặt triệu á, chứ không phải ít đâu. Là khi mà nó bị vướng vào lao lý, nó kiếm tiền trên đó được, bạn kinh nó vướng vào lý, nó cái nhà mặt triệu, nó cái xe cái 100 ngàn mà. Mà sao nó không bán đi muốn luật sư? Nó nói đó là chính nghĩa. Ok, phiêu đồng mày là chính nghĩa đúng không? Chính nghĩa mày sợ gì thua? Lấy bán xe, bán nhà, chơi tới cùng luôn. Nếu mà thắng, nếu mà nó thắng á, thì vua phạt trả hết. Đúng Và rồi, nó không được mớ nữa. đúng rồi, đúng rồi, nếu mà thắng thì phương phạt phải đền bù lại nữa. Trả hết, nó không được mớ. Tại Ừ. sao nó không dám làm mà nó phải lên đi? Nó kêu gọi người này đóng tiền, người kia đóng tiền. Đây là không phải là chính nghĩa. Nó biết nó không phải là chính nghĩa. Nó lường gạt thêm một lần nữa. Nếu mà chính nghĩa là người ta bán nhà, bán cửa, bán xe, chơi tới cùng với phương phạt là sẽ được thắng kiện thôi. Mà tại sao nó không dám làm cái điều đó? Tại nó biết nó sai, nó biết nó sai, cho nên nó mới lên nó gạt đồng bào, nó gạt tiền người của những người nghèo, trong khi nó giàu có, mà trong khi mà nó đâu có mướn luật sư đâu, nó lấy tiền nó ăn chơi, nó lấy tiền nó đi ăn chơi, đi đi gái gú, đi mua đạn súng cho giải trí nó. Nó bây giờ tôi có hỏi anh xe mình 27.000 đồng đó, 27.102 đồng trên cái comment, mà tới giờ này anh chỉ trả lời cho tôi là ra cái tò mà hỏi không. Tôi anh là người hỏi nó, tại vì lúc đó đó người ta cho nó lên nó xin cái tiền pháp lý, người ta cho nó để nó đi mướn luật sư để mà bào chữa cho nó, mà nó không có làm. Bây giờ thì chưa có luật sư nào hết, bây giờ thêm một phần tiền của anh nữa chưa gửi qua cho nó, cũng không có luật sư luôn, cũng không thấy luật sư luôn, không còn ở đâu á. Mà tôi không biết là cách ở, tôi biết mấy thường thường á là những cái khay như vậy là ông là bên phía bên mình phương phản nó có quyền trong trong vòng bao nhiêu ngày phải có luật sư để biện hộ lại, để biết cái đóng hồ sơ lại. Mà tới giờ này chưa có một luật sư nào, theo tôi biết tới giờ này chưa có một luật sư nào hết. Nên anh phải là coi như là anh phải thôi thúc nó là muốn luật sư liền, hoặc là anh bay qua đó muốn luật sư cho nó liền, chứ đừng còn không á là tôi chỉ anh cái này nữa nè. Nếu mà anh đầu tư vô nó đó, anh là chính nghĩa không, anh đầu tư vô nó bán nhà đi, mang tiền qua đầu tư vô nó là rất là cái lợi hơn anh đầu tư bên chỗ một phương phản đúng không. Bán nhà bán cửa đi, bán xe đi, mang tiền qua muốn luật sư đầu tư vô phiêu đồng để chi. Nếu mà phiêu đồng chính nghĩa thắng thì thằng Vương Phạm là người mất tiền hết tất cả. Anh những tiền, những cái tiền mà anh bỏ ra như vậy thì anh được tiền, tại sao không đầu tư? Nói đầu tư vô Vương Phạm đi, đầu tư vô cho thằng Phi Động đi, tôi chỉ cho để rất là ngon, chính nghĩa đó. Cho nên tôi nói cho mọi người biết hãy cẩn thận mấy cái vấn đề này. Còn những người nào á mà nói tôi đi nói thêm nó bớt gì á, cứ thưa kiện tôi đi, cứ thưa, tại tôi ở Mỹ mà, thưa kiện tôi chưa thưa kiện mấy người là may lắm rồi, tại vì tôi đã có hồ sơ trong cảnh sát rồi, tôi nộp hồ sơ cảnh sát rồi. Những người mà đồ lây sành á tôi cũng nói hết luôn rồi, mà thằng này mà bị một cái á cảnh ở tù một cái về cái tội này nọ là tôi có bằng chứng rõ ràng thằng này là chống phá Mỹ nè, rõ ràng nè đó, nó chống phá công ty Mỹ nè, VinFast mời Mỹ, mời VinFast vô đầu tư nè, nó cũng đi chống. Bây giờ nó sợ rồi, nó không dám lên tiếng, nó quá sợ rồi, tại nó không biết. Nó bây giờ tôi thấy thằng nào dám chống đi, dám chống công nghiệp của Mỹ đi. Tại sao những cái thằng mà những cái thằng doanh nghiệp ở nước ngoài khác vô tụi mày không chống, mà đi chống người Việt Nam phải? Tụi mày ăn cái gì vậy, mà sao tụi mày ngu quá vậy? Đó, bây giờ tụi mày thấy Mỹ bên ai, nó người ta vẫn bênh công dân, người ta vẫn bênh công dân Mỹ, người ta vẫn bênh doanh nghiệp Mỹ, những người là ủng hộ Mỹ là người ta bênh hết á. Đó là những lời anh muốn gửi đến cho tất cả mọi người đã biết vậy thôi. Theo thông tin của em thì chị của mình Ohio cũng đang thưa phi đồng về tội mạ lì phủ phê phỉ báng anh. Anh nói em, chị của mình Ohio là người bị nó sỉ nhục nặng nhất, Đúng mà rồi. anh đồng thời anh kêu gọi tất cả những người phụ nữ
trên cộng đồng hay là trên thế giới người Việt Nam mình, tẩy chay thằng này luôn. Tại vì nó để nó một người phụ nữ mà nó dựng cái chuyện lên, nó lên trên mạng, nó lên trên mạng nói từ đâu ra, nó cũng từ phụ nữ ra, mà tại sao nó đem những người đó, người phụ nữ lên trên mạng nói? Nó là một thằng quái bất dạy mà anh được biết được, anh nghe được luôn. Nó đem cả người mất bên phía bên Vương Phạm nó ra nói luôn. Đó là một thằng này, nó quá khốn nạn, phải nói dùng từ quá khốn nạn. Nó bất chấp mọi thứ, nó bất chấp mọi thứ để nó ra nó nói, để nó gì, nó kiếm tiền trên view, trên like. Nó không phải là một thằng chánh nghĩa như mọi người tưởng tượng, nó chỉ là một thằng diễn hài, nhưng mà nó dùng những cái từ ngữ không có đúng, nó chỉ bằng cái lợi ích riêng cho bản thân nó thôi, là nó kiếm tiền thôi, là nó bất cứ ai nó cũng kêu ra được, nó cũng kêu ra nó nói, bất cứ ai nó cũng kêu ra nói được hết. Đến nỗi mà ví dụ nó nói người ta như vậy, nó nói cái chính phủ Việt Nam không ra gì, nó không sợ gia đình nó bên Việt Nam bị này bị nọ à? Bản thân nó không sợ à? Nó, anh thấy thằng này là không có đáng để tin cậy, cho nên mà nó sống chỗ nào là bắt đầu nó kiếm tiền bằng mọi giá gì thì nó mất chắc bất chấp hết, nó sẽ kiếm tiền. Cho nên nó, những cái ai mà ủng hộ nó đó thì cứ ủng hộ đi, thì anh chỉ nói vậy thôi. Nhưng mà anh biết chắc chắn là những cái tiền ủng hộ vô không có giải quyết được gì cho nó hết đó. Không biết là Vương Phạm á đang ở Canada hay là hình cũ rồi. Chắc mà qua Canada 22 mới xử đúng không ta? 22 tháng 11 này xử. 22 xử là không biết hình này là đang qua hay không. Anh biết chắc là Vương Phạm qua. Không. Anh cũng nghe nói là anh chỉ biết là Vương Phạm qua thôi. Chứ còn mà thật sự là anh á, là nhận thông tin đến mọi người báo cho anh biết thôi, chứ thật sự anh cũng chẳng biết ai biết này nọ đó. Anh với thằng này có một cái vấn đề với nhau, là thằng này nó dám khiêu khích với anh, nó dám kêu tên anh trên YouTube, nó qua từ Canada, nó qua Mỹ, nó đi tìm anh, mà nó gọi Mỹ, nó gọi là khiêu khích, nó khiêu chiến, cũng như mà cái đó là khiêu chiến đó, nó dám qua khiêu chiến cho nó, nó đi từ Canada nó qua nó tìm anh, mà nó gieo tên anh à, rồi nó đem súng đem đồ ra nó hù dọa anh. Đụng mày đem súng hù dọa đó, bây giờ mày còn sống không, mày còn sống không hù dọa? Mà anh biết chắc là đồng bọn nó, anh nói đồng bọn nó bản nó, mà nó không biết ai thôi. Anh sẽ nói là thằng này nó, anh sẽ nói cho biết là tại vì anh coi clip, anh nhìn rất là kỹ những lời của nó, và anh thấy được đồng bọn nó phản, nhưng mà anh không có dám khẳng định 100%, nhưng mà anh biết là tại sao cảnh sát Hoàng Gia bắt đó, mà nó bị, mà có đồng bạn, đồng bọn nó lên nói những cái chuyện đó, rồi đồng bọn nó quay mặt, rồi đồng bọn nó lên nói lại, thì anh đặt vấn đề rất là lớn, anh đặt vấn đề rất là lớn. Anh không tự nói ra tên tuổi của đồng bọn thôi, nhưng mà nó cũng đang, anh nghĩ nó cũng đang đặt dấu hỏi giống như anh vậy á. Ok anh. Đó là những gì anh muốn chia sẻ đến cho tất cả mọi người biết. Đừng nên vội đánh giá một con người tốt hay xấu. Trước khi mình muốn bỏ tiền ra cho ai thì phải đặt cái vấn đề con người đó như thế nào, lý lịch con người đó như thế nào. Nhưng mà mình cảm thấy mình người đó có nghèo mà xứng đáng để mình cho tiền không? Thứ nhất là đưa vào cái nghèo. Mà thứ hai là người đó cần mình phải giúp đỡ không thì mình bỏ tiền. Chứ đừng có nơi mà nghe nói vội vàng bỏ ra, trong khi nó cá bạc triệu, mà tại sao mình phải cho nó? Nó cá bạc triệu, triệu đồng lận, triệu đô lận, trong khi mình cứ chậu nó, phải triệu đồng cho nó. Cho nên đó là điều anh muốn khuyên mọi người như vậy thôi. Yeah. Ok, vậy trên anh cho anh gửi lời chào vị chư chú và chào khán thính giả tên vị chư chú nha. Ok, cảm ơn anh Đeo nha. À, anh bỏ okay, phiếu chưa? Okay. Anh đi bỏ phiếu chưa? Anh mở rồi. Ok, rồi. Ok, bye. Bye, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Dạ. Ok, bye.
Rồi, xin chào cả nhà. Mọi người cũng đừng quên đi ra ngoài bỏ phiếu nha. Hôm nay là ngày đi bỏ phiếu ở nước Mỹ, thực hiện quyền công dân tại Hoa Kỳ. Ok, xin chào cả nhà. Chào tạm biệt.